Hôm nay đầy đủ nhân viên lành, ban điều hành tỉnh thất Quan Âm đã cung thỉnh được Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn giảng pháp vào mỗi buổi tối sau thời công phu từ 8 giờ đến 9 giờ tối giờ Việt Nam. Với tâm nguyện của đại chúng đã hết lòng cung thỉnh Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn đã ban bố những lời pháp nhũ cho tỉnh thất Quan Âm nói riêng và cho toàn thế giới vào trang web vô lượng thọ vuri.com nói chung. Với nhân duyên khải thỉnh của đại chúng tỉnh thất Quan Âm lần này, mong rằng pháp duyên này sẽ duy trì mãi thông qua trang web vô lượng thọ vuri.com và trực tiếp qua Skype bằng MP3 trên toàn thế giới để lợi lạc chúng sanh. A Di Đà Phật kính mời quý vị nghe phát lại buổi giảng này. Dạ, A Di Đà Phật xin mời toàn thể chư vị đồng tu chúng ta niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Thượng Thầm Thâm Vi Diệu Pháp Ba Thiên Vạn Kiếp Nàng Tao Ngộ Ngã Kim Kiên Văn Đắc Thọ Trì Nguyện Giải Như Lai Chân Thiện Nghiệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 năm 2016. Thầy đang có mặt tại Montreal, Canada. Và hôm nay chuẩn bị sắp xếp ở ngoài Pháp hội để ngày mai và ngày mốt tổ chức Pháp hội tại Montreal, Canada. Và thời gian 2 năm rồi, bữa nay trở lại tiếp tục tổ chức. Năm 2014 có tổ chức tại đây, và hôm nay thì tiếp tục lại trở lại để tổ chức Pháp hội tại Montreal, Canada. Thì hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật là ngày mai và ngày mốt thì không có phát được, vì 9 giờ sáng ngày mai phải ra pháp hội rồi, ngày mốt cũng thế, và tối thứ Hai thì phát lại, tức là sáng thứ Hai Giác Nhàn sẽ giảng trực tiếp trở lại, và Chủ nhật, thứ Bảy Chủ nhật tuần sau cũng thế, và 4 năm tuần liên tục những pháp hội ở các tiểu bang ở Canada cũng như Hoa Kỳ thì ngưng phát buổi sáng bên này là buổi tối bên đó, bởi vì ra pháp hội thì không có phát trực tiếp về được. Hôm nay thầy trở lại để giảng về ngũ khoa tịnh độ. Thì nói về ngũ khoa tịnh độ đó thì Hòa Thượng Tịnh Không lấy 5 cái điều mà 5 cái điều này cũng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, đem vào để làm 5 cái nền tảng để cho những người tu tịnh độ, dầu cho mới vô hay là tu lâu rồi á, cũng áp dụng 5 cái nền tảng này. Và 5 cái nền tảng này là cái gốc. Nếu mình không có đắp được 5 cái nền tảng này đó thì coi như mình xây nhà trên cát.
nó không có chân móng thì người này không thể thành tựu được cái con đường tu tập trên cái pháp môn tịnh độ. Vì vậy ngũ khoa tịnh độ mà Hòa Thượng Tịnh Không thường hay nhắc đi nhắc lại, hành giả tu tịnh độ dầu cho tu lâu rồi cũng như mới tu đều phải áp dụng cái ngũ khoa tịnh độ này. Mà từ xưa nay thì Giác Nhàn chưa có cái thời gian để giảng sâu về ngũ khoa tịnh độ, chỉ có giảng về ngũ khoa tịnh độ nhưng mà nói về lục khoa kính sơ lược, rồi tịnh nghiệp tam phước cũng sơ lược thôi, chứ không có thời gian đi sâu vô. Cũng như cái lục hòa kính đã giảng như vậy là hai mấy tiếng đồng hồ, thường thì khoảng 6 tiếng đồng hồ là hết. Mỗi cái lục hòa kính chỉ giảng khoảng tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà ở đây dành thời gian giảng sâu rộng về cái lục hòa kính. Đại chúng áp dụng cái lục hòa kính này thì nó có một cái nền tảng để đại chúng được an hòa, an định. Thưa quý vị, cái ngũ khoa tịnh độ mà đầu tiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó gọi là tịnh nghiệp tam phúc, mà ở trong lục hòa kính thì Hòa Thượng để là tam phúc. Đầu tiên đó là số 1 là tam phúc, số 2 đó là lục hòa kính, số 3 đó là tam học, đó là giới định tuệ đó. Thứ tư đó là lục độ, và thứ năm đó là thập đại nguyện vương, là 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Thì trong cái phần mà tịnh nghiệp tam phúc á, mà đầu tiên gọi là tam phúc á, thì nó có phúc báu của nhân thiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát và tu thập thiện nghiệp. Cái phúc báu của nhị thừa đó là thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới và không phạm oai nghi. Cái phúc báu thứ ba đó là của hàng đại thừa, đó là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đó là cái tịnh nghiệp tam phúc để lên đầu tiên. Tuy nhiên Văn Nhàn có nói về cái lục hòa kính trước đầu tiên, vì thấy trong chúng nó có những cái điều bất hòa, bất an vân vân, thì Văn Nhàn mới nói trước về cái lục hòa kính đã xong rồi, hai mươi mấy tiếng đồng hồ, đang để lên trên trang web vô lượng thọ.vn. Quý vị nào muốn xem thì chúng ta sẽ xem được trên cái app của vợ tinh vô lượng thọ trực tuyến, TV cũng có. Hôm nay cái chương trình mà Giác Nhàn đang giảng trực tuyến về thì nó qua cái Skype và phát trên toàn thế giới, nó lên cái YouTube của cái vô lượng thọ.vn. Thì hiện tại chúng ta có hai cái app. Cái app đầu tiên mà Giác Nhàn hỗ trợ và tư vấn trợ duyên cho anh Minh Dương là Đức Quang đã hôm nay cũng hoàn thiện, là nó đã đăng tải được lên trên tất cả những cái phương tiện rồi. Đến hôm nay thì mình tiếp tục, các vị kỹ sư đã phát tâm để giúp cho cái app vô lượng thọ trực tuyến hôm nay nó cũng đã xong luôn. Coi như là hai cái app này là một cái phương tiện cho mọi người. Một cái app là thầy giảng có hình trực tuyến như vừa rồi, ngày 31 tháng 8 vừa rồi, trước khi đi qua Canada đó, thì rất nhiều người người ta hưởng ứng thích cái truyền trực tiếp mà có hình ảnh. Tuy nhiên cái phương tiện mà truyền trực tiếp có hình ảnh đó, thì nó đòi hỏi phải có pháp tòa, phải có phòng quay vân vân, nó nhiều cái phương tiện lắm. Mãi một năm trời, gần một năm rưỡi mới mơ ước hình thành được một cái phòng quay tại San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ. Tuy nhiên đi đến những nhà Phật tử như là vầy đó, hoặc khách sạn đó, thì không có cái phương tiện là cái bàn thờ, hoặc là có thể mặc y ngồi lên pháp tòa được, mà chỉ có giảng trực tiếp nhìn về cái màn hình của trang web cũng như cái app, thấy được đại chúng. Thì trong thâm tâm thực sự không biết sao các vị trên toàn thế giới như thế nào, chứ riêng Giác Nhàn thì khi nhìn thấy đại chúng nó tạo cho mình một cái cảm xúc giảng rất là lớn. Chỉ có Hòa Thượng thì ngày giảng một mình trong phòng quay
quen rồi đó thì ngài giảng bao nhiêu năm nay rồi đó, cái lối giảng của ngài một mình quen rồi, còn riêng đối với thầy thì chưa quen cái lối giảng đó, còn rất nhìn đại chúng cũng như mọi người trên thế giới họ nhìn họ thấy đại chúng hoặc thấy thầy đó thì cái cảm xúc của họ lớn hơn. Vì vậy hôm nay giáo nhàn nói đến cái mục là tam phúc. Đúng ra cái mục tam phúc này đó thì giảng đầu tiên, bởi vì trong cái ngũ khoa tịnh độ hòa thượng đưa lên cái phần đầu gọi là tam phúc, cái thứ hai mới lục hòa kính, nhưng mà giác ngàn đem cái lục hòa kính giảng lên đầu tiên á là bởi vì muốn đem cái sự an định và lục hòa cộng trụ để cho đại chúng áp dụng trước, rồi sau đó mới nói đến cái tam phúc. Thì cái tam phúc này đó thì hòa thượng lấy ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói về tịnh nghiệp tam phúc. Cái tịnh nghiệp tam phúc này hòa thượng lấy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, coi như là cái ngũ khoa tịnh độ, là năm cái điều mà hòa thượng Tịnh Không trích lục trong kinh Tạng và ghép vào đây. Còn hành giả tu tịnh độ phải áp dụng năm cái ngũ khoa tịnh độ này, năm cái điều này, dầu cho mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mình cũng áp dụng năm cái điều này. Nghĩa là người về tới Tây Phương Cực Lạc họ vẫn tiếp tục để tích lũy tịnh nghiệp tam phước chứ không phải là không có, và về tới Tây Phương Cực Lạc thì áp dụng triệt để hơn nữa về lục hòa kính nữa. Nếu mà không có cái tâm lục hòa kính thì chúng ta không tạo một cái chánh nhân, một cái chánh báo để chúng ta giảng sanh. Bởi vì bên Tây Phương Cực Lạc thì họ áp dụng cái lục hòa kính triệt để, khẩu hòa vô tranh, nghĩa là bên đó không có cái sự tranh cãi hơn thua được mất mà chỉ có tán thán thôi. Và bên đó họ ở chung với nhau và một loại thân, thân của họ không có sai biệt, không có đẹp xấu rồi lé lùng hô súng vân vân, bởi vì bên đó là cái thân tướng họ do cái nguyện lực bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà thì đồng một cái loại thân, đó là thân sắc vàng ròng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và sống mãi cho đến vô lượng tuổi, cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác và phân thân vô số để thuyết pháp độ thân độ độ sanh. Khi mà ngài đạt được cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và đầy đủ tâm minh tứ trí ngũ nhãn lục thông vân vân, đầy đủ một cái con người chân thật nó phát ra được diệu dụng rồi thì sống lại với cái thân chân thật mà với lại cái tướng mà vô tướng đó để hóa hiện phát nguyện đi tất cả các cảnh giới khác mà không dính vô cái thân tướng nào hết. Còn mình vì cái nghiệp lực mà nó dính vô cái thân tướng sai biệt mà ở trong cái cõi này có người lùng lé nam nữ rồi già trẻ đủ thứ loại thân tướng nó sai biệt. Nếu mà ai nhìn thấy được cái thân sai biệt ở cõi này như vậy thì họ không có dám ở đây đâu. Họ đi về lấy cái thân trên đó ngay. Mà điều mà không có môi trường, không có ai khích lệ họ hàng ngày và họ không có cái phương pháp tu á, cho nên họ cứ sống trong cái cảnh nó đọa đày khổ đau như thế này. Và ở trên đó đó thì họ vừa tưởng ra thì tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, tưởng đồ cúng dường là có liền. Tức là do cái công đức bất khả tư nghị nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà lợi hòa đồng quân. Cái lợi bên đó tức là họ không có phải làm kiếm mà do cái phước sẵn ở trong cảnh giới mà tưởng là có thôi. Còn mình đi làm kiếm mình thấy nó khổ cực khó khăn cho nên mình không có mở lòng rộng lượng được. Vàng của cải vật chất bên đó giống như hư không, ở bên này hư không cũng đâu có ai lấy một cái túi nào đựng hư không mang về nhà để mình cất đâu, bây giờ trong nhà cũng có hư không rồi. Ở trên đó cũng vậy, Hòa Thượng Tịnh Không nói là vàng bạc bảy báu sa cừ mã não san hô giống như là hư không ở đây đó, nó nhiều quá rồi đâu có ai mà tranh giành hơn thua để lấy cái củ báu bảy báu mà mang về nhà cất riêng chứ nhớ, nhà mình là bảy báu luôn rồi mà nhà mình cũng có hư không. Hòa Thượng ví dụ nó là không có ai mà giàu có bằng người về Cực Lạc, giàu có mà không dính mắc,
Còn ở đây giàu cho ông Bill Gates, ông giàu nhất nước Mỹ trên toàn thế giới, nhưng mà ông vẫn đều bị dính mắc của cải trong đó. Thì cái giàu đó nó không có thoải mái. Cái giàu đó là giàu bị dính mắc huệ lụy, trói buộc, làm khổ đau. Như vậy hôm nay mình thấy rằng cái con người về Tây Phương Cực Lạc, họ áp dụng cái luật hòa khính triệt để lắm. Lợi hòa đồng quân do cái nguyện lực của Phật. Thấy không? Ở đây mình cũng vẫn ở trong chùa thì rằng không giữ tiền, không có phải cái của cải riêng, nhưng mà nó cũng còn cái riêng. Cái riêng do cái phân biệt, đây là áo của mình, quần của mình, phòng của mình. Ở bên đó thì họ sống tất cả đâu đâu cũng là nhà, trong hư không đó là nhà của họ, trong cảnh giới đó là nhà của họ rồi. Còn mình ở đây chi rằng trong một cái chùa như vậy mà vẫn gì? Vẫn thấy phòng của mình, vô lộn phòng là có vấn đề rồi. Thấy không? À, phòng chú này vô lộn phòng chú kia, rồi phòng bà cụ này, phòng ông kia vô lộn phòng ông nọ là thấy thất bại. Bởi vì mình vạch ra một cái mô hình để cho nó trói buộc trong mô hình đó, nhà của mình, phòng của mình, rồi thân này của mình, áo quần này của mình, vân vân. Nó thành một cái ngã chấp sâu dày rồi. Nó rất là khó chứ không phải dễ. Cho mình nói tịnh độ thì cũng dễ về, nhưng mà cũng rất là khó về. Bởi vì mình không dám buông thì không được về. Hầu như những người nào buông càng nhiều thì người này dễ về. Thì rằng công phu người ta ít, hàng ngày cứ thấy họ lẩm đẩm đi làm, coi như không một người biết đến. Ăn sao cũng được, mặc sao cũng được, ngủ sao cũng được, sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Tâm không, vạn sự đều không. Cái tâm họ đã không rồi thì cái chuyện gì đến với họ nó cũng gì nhẹ như tơ hồng, nhẹ như lông hồng, không có cái gì dính mắc họ hết cả. Thì đó là muốn đạt được như vậy thì bây giờ mình phải chấp trì danh hiệu, thì tất cả những cái ngã chấp và pháp chấp kia nó mới buông xuống. Thì hôm nay cứ mỗi buổi sáng này mà quý vị được nghe, tức là bên đó mỗi buổi tối đó mà mình được nghe như vậy đó, thì cái sức tinh tấn của mình và công phu của mình nó sẽ tốt lắm. Ở bên Việt Nam thầy đâu có làm được điều này, dẫu cho có thời gian, có đầy đủ phương tiện bước lên tỉnh thất là được. Mỗi lần lên tỉnh thất thì đủ thứ công việc để sắp xếp, thứ nhất, thứ hai nữa là nó nhiều việc đối phó, đối nội, đối ngoại, rồi sắp xếp việc của chúng đủ thứ, cho nên nó không có một cái sức để mình giảng. Cho nên cái lúc mà mình giảng mình phải hưng phấn, mình phải thích thú, mình phải hoan hỷ, trong cái lòng mình nó có một cái sức định thì mình mới nói được. Chứ còn nó phân tâm, nó mệt mỏi, đủ thứ chuyện nó đến thì không thể nào nói được. Nói nó chán dữ lắm. Vì vậy cái nhân duyên mà nó đến hôm nay nó đủ để mà mỗi buổi sáng nó một tiếng đồng hồ không phải là chuyện đơn giản. Nó cả một cái sự mà mọi là nhân duyên thù thắng, bao nhiêu công đức mình tích lũy bao nhiêu lâu nay, rồi cái mơ ước để giảng trên đạo tràng, trên không trung như vậy, nó cũng mơ ước từ lâu rồi. Rồi nó nhiều cái nhân duyên yếu tố mà nó thuận duyên, nó hội tụ lại lắm, nó mới được như vậy. Mà những người mà được kết duyên mà nghe trong những cái thời mà thầy giảng vào mỗi buổi sáng như vậy nè, là thấy thanh thản nhất. Như hôm nay thức dậy xong rồi công phu từ 3 giờ sáng, xong rồi thức dậy công phu rồi đó, thì dùng sáng xong đó, thì cái giờ bên này là 9 giờ sáng, là bên đó mới 8 giờ tối. Còn giờ Kali là 6 giờ tối, 6 giờ sáng là bên đó 8 giờ tối, nó trên lệch múi giờ. Vì vậy hôm nay bắt đầu đi vào giảng cái tịnh nghiệp tam phước, mà cái tam phúc trong cái ngũ khoa tịnh độ này đó, nó đòi hỏi cái giờ nhiều hơn là lục độ, hơn là lục hòa kính lắm. Bởi vì cái tịnh nghiệp tam phước này nó nhiều cái chi tiết hơn, cần phải giảng sâu hơn nhiều lắm. Và đáng lẽ những cái thời gian này để giảng kinh vô lượng thọ, nhưng mà nếu giảng kinh vô lượng thọ không mà lấy cái không lấy cái ngũ khoa tịnh độ để mà giảng và để nhiếp chúng á, cũng như cái lục hòa kính đó, những cái đĩa này nên nghe lại, nó có những cái giá trị về nhiếp chúng cũng như ổn định an hòa, an định đại chúng đó, nó rất là cần thiết. Nhiều lúc giảng kinh cao quá mà không có nói những cái chi tiết để cho quý Phật tử áp dụng đó thì nó mất gốc. Mình leo cao quá nhưng mà ở dưới mình không có đắp vững cái gốc nên sụp cái tòa nhà đi. Thành ra cái này rất là cần thiết. Mong rằng các vị cố gắng lắng nghe, thì rằng nghe hòa thượng giảng, mà thỉnh thoảng thầy cũng có nói tịnh nghiệp tam phước,
nhưng mà không có cái thời gian để đào sâu vô trong cái nguồn giáo lý của tịnh nghiệp tam phước. Có nhiều người nói tịnh nghiệp tam phước tôi nghe rồi, nhưng mà cái vị giảng lúc trước thì nó khác, cảnh giới họ thấp hơn á, rồi đến bây giờ cảnh giới họ sâu hơn thì nó khác. Cái lúc mình nghe lúc trước á, thì cái tâm mình nó chưa có vô định sâu thì mình hiểu nó khác. Bây giờ tâm mình mới có tu tập á, thì mình hiểu nó khác. Hay nói khác hơn đó là cái giáo lý của Đức Phật nó có vô lượng nghĩa. Mà trong cái vô lượng nghĩa đó đó, mình càng đi vào định sâu thì mình hiểu nghĩa lý nó sâu hơn. Cho nên Đức Phật ví dụ như là một cái trận mưa thì cây lớn hút ít mà cây nhỏ hút nhiều, cây lớn hút nhiều mà cây nhỏ hút ít. Nghĩa rằng là một trận mưa đó đó, mưa xuống thì cái cây lớn, cái gốc nó to, rễ nó lớn, nó hút nhiều. Đó là tượng trưng ý Phật muốn nói hơn là những người này có tính tâm sâu dày, có định lực sâu dày và có một cái sự cung kính sâu dày thì người ta sẽ cảm được cái nguồn giáo pháp của Đức Phật sâu hơn, rộng rãi hơn. Còn có những người họ nghe mà họ nghi ngờ, họ nghe mà họ không đặt toàn tâm vào cái người nói và không có đặt toàn tâm vào cái sự cung kính của người nói, và họ nghe một cách hời hợt thì cái giống như cây nhỏ nó hút ít lắm, nó không có hưởng được nhiều. Cũng như hôm nay quý vị đang ngồi trước chánh điện như thầy Nhuận Sĩ, thầy Nhuận Huy, thầy Nhuận Lạc, thầy Nhuận Từ đắp y trang nghiêm, mình nghe nó khác. Còn ở trong phòng mình mặc đồ ngắn á, mình để cái điện thoại hoặc cái laptop ở trên cái bàn á, mình ngồi mình nghe nó khác. Rồi nhiều lúc điện thoại vô thì nó mất đi. Thứ hai nữa là mình ngồi không phải là đắp y trang nghiêm như vậy đó thì nó khác. Cho nên khi mình sống trong đại chúng nó có một cái đức bảo bọc và nó có một cái nề nếp, nó có một cái khuôn khổ đó, thì nhờ cái đó nó mới giúp cho mình cái sự cung kính nó tăng hơn. Mà mình ra khỏi chúng mình không có được điều này. Dầu cho mình đang ở trong chúng nhưng mà hôm nay có mấy thầy mấy chú nấu ăn mệt nằm ở nhà để nghe, nó khác hẳn như là mình ngồi ở trong đại chúng đắp y trang nghiêm như vậy. Khi mình ở trong một cái pháp hội mà mình nghe một vị mà thuyết pháp như vậy đó, thì có chư thiên long thần hộ pháp, Bát Bộ Kim Cang hộ trì tam bảo đồng thời đến đó để nghe. Vì khi mình nói đến cái giáo lý của nhà Phật, nhất là cái tịnh nghiệp tam phước của kinh mà gọi là Quán Kinh Vô Lượng Thọ đó, thì các vị hộ pháp phát nguyện trước Đức Phật, bất cứ một chúng sanh nào, dầu đó là kẻ cùng cực ác, cùng cực ác là ác xấu lắm, mà khởi tâm lên nói một câu kinh của Phật, thì tất cả các vị long thần hộ pháp đó đều đến để hộ trì. Vì người ác đó người ta thay đổi tâm mà người ta nói đến Phật pháp, thì tất cả những long thần hộ pháp đến hộ trì ngay. Vì vậy khi mà chúng ta thấy mình ngồi mình nghe pháp, thay vì mình không phải ở trong một cái chánh điện như vậy đó, thì cái tâm mình cũng như thân mình nó không có được an, đúng không? Nhưng mà khi mà mình ngồi lên trên một cái pháp hội như vậy đó, nhờ cái sức gia trì của tâm bảo và cái lực của đại chúng, cái từ trường của đại chúng, nó khiến cho mình không dám buông lung. Chứ riêng ở nhà một mình thì một phòng ở trong nhà mình thì đôi khi mình nằm chập nó mỏi, mình muốn nằm là nằm, muốn đi là đi, mình muốn tắt nghe là mình tắt. Nhưng mà bây giờ đã vô ngồi trong này rồi, mình đâu có hành động được như vậy. Đó là cái đức của chúng mà nó nhiếp cái tâm của mình. Hiểu chỗ này không? Cái đức của chúng nó nhiếp cái tâm của mình là bây giờ mình đã vô chúng như vậy là mình không dám lãng quạng, mình không có dám tự ý mình, và mình không dám buông lung. Thì nhờ cái đức của chúng nó nhiếp cái tâm của mình mà nó nhiếp cái thân của mình, cho nên cái công đức nó lớn hơn. Còn những người nào bây giờ họ ở tại nhà đi, một mình họ, nhưng mà họ thành kính, họ mặc áo tràng, hoặc giả là họ ngồi một cái trong cái bàn uống nước, hoặc gia đình của họ ngồi vui chơi, nhưng mà họ lắng nghe, tâm họ thanh tịnh. Tuy rằng hình thức của họ không được ngồi trong chúng, nhưng mà họ lắng nghe thanh tịnh, chứ không phải họ nghe thầy giảng một câu rồi họ nói chuyện một câu. Có nhiều người họ mở ra đó rồi họ nhận định, thầy vừa giảng họ vừa nhận định, rồi họ nói chuyện bu lu bu loa tùm lum tùm la hết trơn, thì coi như là họ vẫn nghe pháp, nhưng mà cái tâm của họ không có thanh tịnh và không có cái đức của chúng mà nó nhiếp cái thân của họ và cái tâm của họ. Thì giống như là cái cây này là cây nhỏ, hút nước rất là ít, nó nhận cái nguồn giáo pháp rất là ít.
Hôm nay nói đến cái tịnh nghiệp tam phước, cái đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, thì cái hiếu dưỡng phụ mẫu tức là đồng nghĩa với rằng là tri ân và báo ân. Đức Phật khi ngài đi xuất gia đó thì có nhiều cái ngoại đạo người ta nói ông Sĩ Đạt Ta này tu bao nhiêu đời kiếp cũng không thể thành được, bởi vì bỏ cha mẹ mà đi tu, trong khi đó cha mẹ mình muốn giao lại cái ngôi vị, tức là cái chức vị về sau để làm vị vua, bởi vì cha ngài là vua Tịnh Phạn và có vợ luôn, vợ có con luôn, gọi rằng là bất hiếu với cha mẹ và không có chung thủy với vợ con. Và cái tiếng gièm pha này đã lan rộng đi các nơi, gần như là không có ai đếm xỉa đến ngài nữa hết. Nhưng ngài âm thầm lặng rẽ la đi, ngài nói rằng cái bất hiếu hay không là từ nơi cái tâm của mình, chứ còn cái hình thức mà ra đi xa cha mẹ làm cái việc gì, có phải làm cái việc ác, việc xấu để cha mẹ mình buồn hay không. Nói về cái việc làm của mình khi mình xa cha mẹ, mình có phải làm việc xấu, việc ác hay không? Nếu mình ở bên cạnh cha mẹ mà mình làm cho cha mẹ buồn, mình làm việc xấu, việc ác, thì ở bên cạnh cũng bằng thừa, không có hữu ích, đúng không quý vị? Còn nếu mà mình xa cha mẹ để mình đi tìm một cái ánh đạo vàng, một con đường giải thoát, bởi vì cha mẹ mình cũng đang ở trong cái trói buộc, khổ đau, huệ lụy. Cho nên cái giáo lý nhà Phật nó căn cứ nơi cái tâm chứ không phải là cái tướng. Cái tướng tưởng chừng như là thấy Tất Đạt Đa bỏ cha là vua Tịnh Phạn, gọi là bất hiếu. Và trước khi ra đi đó cũng có nói với cha, nếu mà cha giải đáp được 4 cái câu hỏi này của con thì con không đi tu, con không có đi tìm cái con đường để giải quyết 4 sự việc này. Cái sự việc thứ nhất đó là Tất Đạt Đa đi ra một cái cung thành, thấy một đứa bé mới sanh ra, nó khóc que que que. Mà khi nó sanh ra mà nó khóc như vậy thì ngài nhìn thấy là khổ chứ không có sướng. Và đi thêm một cửa thành nữa, dầu cho vua Tịnh Phạn nói rằng con của ta là thái tử Tất Đạt Đa đang dạo 4 cửa thành, phải dọn dẹp sạch sẽ, không có ăn xin, không có một cái đối tượng nào làm cho Tất Đạt Đa phải suy nghĩ. Thế mà không biết đâu các vị Bồ Tát ứng hóa thân hay là cái duyên như thế nào cho ngài thấy cửa thành thứ nhất thấy em bé, cái cửa thành thứ hai là thấy ông già đi lụm khụm. Ông già đi lụm khụm chống gậy, thì Tất Đạt Đa suy nghĩ rồi, thân mình về sau cũng già đi lụm khụm như ông này. Ngài để trong tâm, ngài ưu tư cho những con người Bồ Tát, những các vị mà có căn lành sâu xa, họ nhìn vào một cái điều đó, họ đều suy nghĩ, người ta suy tư, chứ không phải nhìn qua xong rồi thôi. Và cửa thành thứ ba thì thấy một cái người bệnh nằm rên hừ 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 hừ, cái rồi thân thể mình cũng sẽ bệnh như vậy thôi. Và cửa thành thứ tư thì là thấy một người chết, đám ma đưa đi. Thì 4 cửa thành thấy 4 điều này, và sanh già bệnh chết là một cái nguyên tắc vô thường tất yếu, không có ai tránh khỏi. Sau đó rồi Tất Đạt Đa về nói vua Tịnh Phạn, con có 4 câu hỏi, nếu mà cha trả lời được thì con không có đi tìm cái phương pháp để mà giải quyết 4 cái điều này. Thứ nhất mà cha làm sao cho con sanh ra mà không khổ, khóc que 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 như cái đứa nhỏ mà con gặp ở cửa thành thứ nhất á. Và cha làm sao cho con không có già, già nó khổ đi lụm khụm như cái cửa thành thứ hai hôm trước con gặp. Và cha làm sao cho con đừng có bệnh, bệnh rất là khổ. Và cha làm sao cho con không chết. Vua Tịnh Phạn không trả lời được. Không trả lời được thì ngài phải đi tìm con đường để giúp cho cha mình, cho gia đình, thân tộc của mình, và chính là giúp cho bản thân của mình. Thì cái sự việc mà Đức Phật, ngài thành Phật là ngài giải quyết được cái việc sanh già bệnh chết. Cái giải quyết được sanh già bệnh chết ở nơi cái gốc
đó là Ngài sống lại với được cái tánh vô sanh. Ngài trở về lại với cái thể tướng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm mà ở trong kinh Bát Nhã nói đó. Ngài là chứng nhập được cái tâm này, chứng ngộ được cái tâm này. Mà cái tâm này khi Ngài chứng ngộ được đó, Ngài cũng phải trải trường qua thời gian rất là lâu dài, mà mình thường nghe đó là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cái mấu chốt ở chỗ mà không cho già, bệnh, chết, chỉ có một điều đạt được vô sanh thôi. Cái vô sanh đó nó năng sanh vạn pháp. Nó có thể sanh ra thiên hà, đại địa, vũ trụ, con người và vạn pháp. Và nó sanh ra 10 cái cảnh giới từ nơi cái tánh vô sanh. Cái sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời. Tất cả những cái tướng sanh đó nó cũng phát xuất từ vô sanh, mà tùy theo nơi cái dụng mà nó mạnh nhất để nó phát sanh ra cái tướng nào thôi. Cũng như cái dụng của con người mình là do cái ái mà nó sanh vào cõi này. Khi mình vừa bước vào cái thai cha mẹ là mình đã thấy cha mẹ mình ái với nhau, tức là cha mẹ mình thương nhau và ái với nhau, quan hệ với nhau để mà sanh ra một cái tác phẩm từ nơi cái tâm ái của mình đã hòa nhập trong đó. Nếu cái tâm của mình mà nó lưu sức từ cái dụng mà thiện là 10 điều thiện, nó có thêm cái tâm tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả nữa đó, thì nó không có phải chui vô cái thai bào mà nó lại lên cõi trời. Thì hôm nay mình chuyển cái tâm ái chúng sanh qua mình ái Phật. Hòa Thượng hay để chữ ái. Cái chữ ái đó không phải là một cái chữ nó xấu xa, mà nếu mà nó thương kính Phật cũng là cái chữ ái đó. Nó nhiều nghĩa lắm. Mà thương mà bi lụy đó, chính mắt đó, thì đó là ái của chúng sanh. Thì bây giờ mình đang là mang cái thân ái về cha mẹ, thương bi lụy vô trong cái bụng mẹ 9 tháng 10 ngày rồi. Thì bây giờ mình chuyển qua ái Phật, là nhớ Phật, thương kính Phật, quý kính Phật. Mà thường mình đã nghe cái tâm của Phật là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Thì như vậy hôm nay mình chuyển cái tâm đó qua bên cái tâm cung kính Phật, thương Phật. Mà muốn chuyển đó không phải dễ chuyển đâu. Mình phải có cái pháp. Mà cái pháp để chuyển mà đơn giản nhất, dễ dàng nhất, đó là niệm một câu Phật hiệu. Dầu cho cái ái vô lượng đời kiếp đến hôm nay, mình từ địa ngục mình lên tới trên cõi này rồi, thì bây giờ mình niệm câu Phật hiệu thì nó sẽ hoành sức. Hoành xuất tức là nó đi theo chiều ngang. Chiều ngang tức là nó vượt ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nó đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc, chứ nó không có đi theo thứ lớp cõi người, cõi trời, cõi thanh văn, cõi duyên giác, cõi Bồ Tát mà bước lên cõi Phật. Đi con đường này nó lâu lắm, du khê lắm. Thì như vậy trở lại vấn đề, mình thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài hỏi bốn câu hỏi đó thì vô tịnh phạn không trả lời được. Thì Ngài phải đi tìm cái con đường để Ngài giải quyết cái điều đó, chứ không phải Ngài vì một cái công việc mà đi làm một cái nghĩa cử xấu xa để mang tiếng mang tâm đối với Phụ Hoàng, đối với người cha của Ngài, dòng tộc họ thích. Thì cuối cùng Ngài đi tìm ra con đường đó là Ngài chứng đắc quả vị vô thượng Bồ Đề, là sống lại với cái tâm Bồ Đề, cái tâm vô sanh, cái tâm vô tướng, cái tâm bất cấu, bất tịnh, bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm đó. Thì Ngài nói rằng khi Ngài tìm ra được cái điều này rồi đó, thì Ngài về lại để mà độ cho tất cả những vị ở trong cung đình, ở trong triều đình và trong cung vua đó. Thì có di mẫu, tức là khi Đức Phật vừa sanh ra 7 ngày thì Hoàng hậu Maya là người sanh Ngài ra đó. Thì sanh Ngài ra đó thì hóa sanh, tức là thị tịch về cõi trời Đao Lợi. Khi Ngài vừa thành Phật, Ngài nhập đại định, Ngài nói pháp, trước khi Ngài nói Kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, thì Ngài vừa thành Phật là Ngài nhập vào đại định, Ngài lên cõi trời Đao Lợi liền. Mình thì không có cái sức định đó, mình
không có cái báo hiếu đó được. Nhưng mà riêng Ngài thì Ngài có cái thần thông đó, khi vừa thành Phật là Ngài nhập vào đại định, Ngài lên ngay cái cõi trời Đau Lợi để Ngài thuyết pháp cho mẹ của mình là Hoàng hậu Maya. Nghe trong kinh thuật lại nhưng mà không biết Ngài thuyết cái bài pháp gì, mình cũng chưa tìm ra cái kinh đó. Thì mẹ Ngài mất rồi mà ở cảnh giới trời đó, Ngài dùng cái định lực và có cái công đức phước báu, Ngài dùng thần thông đi lên đó thuyết pháp được. Và Ngài về lại tại cung vua đó thì Ngài cũng thuyết pháp. Và trong cái thời gian Ngài đi tu như vậy đó, Ngài đi tìm đạo vậy đó, thì Hoàng hậu là vợ của Tất Đạt Đa Gia Du Đà La đó, thì cũng nghe chồng mình như vậy á, cũng cũng tu tập theo, nghe chồng mình nằm đất cũng nằm đất, nghe chồng mình ăn chay khổ hạnh, thì Gia Du Đà La cũng làm những cái công việc tương tự nhưng mà không có bằng thôi, để lấy cái tâm đó để hồi hướng và cảm đến cái người chồng của mình để đi tìm cái ánh đạo vàng. Và khi về lại đó thì Gia Du Đà La xa cách bao nhiêu năm, 5 năm tầm tu, 6 năm khổ hạnh, gần như là mười mấy năm. Khi gặp được rồi thì mọi người, trong đó có một số các hàng đệ tử, lúc đó Đức Phật cũng độ các vị đệ tử như Năm Anh Em Kiều Trần Như vân vân, một số đi theo Ngài về, thì Gia Du Đà La chạy lại ôm chân của Ngài. Mọi người y như là không có vẻ không đồng ý, thì Như Lai phất tay nói không sao, người này hôm nay gặp Như Lai không còn ái nhiễm nữa, mà do cái tâm thức của Như Lai đã cảm được cái tâm thức của nàng, và đến ngay giây phút này là cái giây phút mà nàng thể hiện những cái gì tu tập của mình và cái cảm cung kính. Lúc đó thì Đức Phật mới thuyết pháp, và Đức Phật trao cho cái bình bát cho La Hầu La. Khi Thức Phật đọa ngọ trong cung vua xong thì đưa cái bát cho La Hầu La. Thì khi La Hầu La cầm cái bát thì Đức Phật đi về lại Tinh Xá, không có lấy cái bát lại, mà La Hầu La cứ cầm cái bát đi theo. Thì chú tiểu La Hầu La cầm cái bát đi theo vô tới Tinh Xá, thì lúc đó Đức Phật cho cạo đầu xuất gia luôn. Thì vua Phụ Hoàng mới nói, Tịnh Phạn Vương mới nói, ta chỉ có một đứa con duy nhất mà Ngài đã đi tu rồi, và đến bây giờ còn một cái cháu nội duy nhất mà sao Ngài bây giờ cũng bắt đi tu luôn. Và vua Tịnh Phạn Vương không đồng ý về cái chuyện mà ông nội và mẹ không cho, chưa đồng ý mà lại cạo đầu cho đi tu. Thì lúc đó Đức Phật mới chế ra một cái quy chế là về sau những người nào đi xuất gia thì cha mẹ phải đồng ý thì tăng chúng mới xuất gia. Thì lúc đó Đức Phật khi mà đi về đó, thì vua Tịnh Phạn chạy ra, chưa có hiểu Đức Phật lắm á, mới nói, ồ, con ta như vậy hay sao? Dòng dõi mình là dòng dõi của Phật, mà sao bây giờ phải bận cái áo bá nạp cầm bình bát đi sinh? Thì Đức Phật im lặng đi về, tới nơi mới thuyết pháp cho mọi người biết. Bên đây Đức Phật không phải là dòng giống của vua Tịnh Phạn nữa, mà đây là dòng giống của mười phương ba đời chư Phật. Mười phương ba đời chư Phật là đem cái ruộng phước để cho người ta gieo vào, là người ta cúng dường những cái thức ăn vật thực á, đó là một cái duyên để người ta gieo vào cái ruộng phước đó. Thì có một vị mà Đức Phật về sau không đồng ý, đó là Mahabhasabade, là người kế mẫu khi mẹ chính thức của Tất Đạt Đa băng hà ra đi đó, là Gia Du Đà, là Maya, Hoàng hậu Maya khi mà ra đi đó, thì kế mẫu đó là Mahabhasabade. Lúc trước vua thì cũng nhiều vợ, nhưng mà cái người Mahabhasabade này là thương quý kính Thái tử Tất Đạt Đa, và vua Tịnh Phạn cũng tin tưởng, cho nên thành ra để bên cạnh để lo lắng. Về sau cũng xin xuất gia, nhưng Đức Phật không có nhận trong ni chúng.
không nhận ni chúng là bởi vì cái nghiệp của ni chúng rất là nặng, và khi đi vào nó sẽ ảnh hưởng cái tăng đoàn của tăng chúng. Lúc đó A Nan tha thiết năn nỉ, mong mỏi, mơ ước và kể tất cả những cái việc mà của Mahabasa Bà Đề lo ngài từ lúc mà còn tấm bé. Thì cuối cùng ngài đồng ý, nhưng ngài chế ra cái bát kinh pháp, trong đó có một điều dầu cho chư ni 100 tuổi hạ gặp một vị tăng, tăng tức là thọ tỳ kheo chứ không phải tăng là sa di nghe, một vị thọ tỳ kheo mới có một mùa hạ, vừa mới thọ tỳ kheo, thì một vị ni 100 tuổi hạ đó cũng phải đảnh lễ cái vị tăng. Về cái bát kinh pháp này thì tất cả chư ni đều biết, nhưng mà ít có chư ni áp dụng lắm. Khi chư tăng đến một chùa của ni thì lúc trước có thấy sư bà Hải Triều Âm thì có. Mỗi lần tăng đến lầu cho một vị tăng trẻ thì trẻ, sư bà cũng nhờ một số các vị ni ra đại diện cho toàn bộ chư ni trong cái chùa Hương Sen hoặc là chùa Dược Sư để đảnh lễ một vị tăng. Về sau bát kinh pháp không còn nữa, không còn áp dụng được nữa. Vì một vị tăng đến chùa ni thì không có làm điều này, cho nên còn nhiều cái điều trong đó mà Đức Phật chế và Đức Phật nói cái tăng đoàn của ni xuất hiện thì phải mất 500 năm giảm cái tuổi thọ của Phật Pháp. Vì vậy mình mới thấy được rằng là không phải Đức Phật trọng nam khinh nữ, mà đó là do cái nghiệp báo họ vào để nó cũng ảnh hưởng đến cái thọ mạng của Phật Pháp. Nói như vậy để chúng ta biết rằng không những chư ni mà làm đi cái thọ mạng của Phật Pháp nó giảm, mà chính chư tăng, mà tăng che tăng, mà ni che ni đó, nó cũng gây tổn thương đến Phật Pháp, thọ mạng giảm rất là nhanh. Cho nên nếu muốn Phật Pháp hưng chỉ có tăng khen tăng, ni khen ni, Phật tử khen Phật tử. Hôm nay Giác Nhàn muốn đem cái Lục Hòa Kính mà giảng hơn 20 tiếng đồng hồ là thời gian khá dài. Không biết từ trước đến nay có ai giảng cái Lục Hòa Kính mà thời gian nó dài mà kỹ càng như vậy chưa? Và đem cái Lục Hòa Kính của cái file MP3, MP3 này đó nên để vào trong cái máy để mình nghe tới lui. Và trong những cái buổi giảng đó Giác Nhàn thực sự rất là ân ý. Vì vậy mọi người đều có cái phương tiện để có thể mình nghe lại, để mà mình học về sau mình có thể giảng Lục Hòa Kính. Và hôm nay nói đến cái tịnh nghiệp tam phước, mà cái phần mà hiếu dưỡng cha mẹ đó, thì mình phải xác định đầu tiên đó là các vị đi xuất gia không phải là người bất hiếu. Nếu mà đi xuất gia mà mình không làm tròn bổn phận xuất gia, mình chỉ có hình thức thôi, thì mình không có trả ơn cho cha mẹ và trả ơn cho Tam Bảo, trả ơn cho thầy tổ được. Vì mình chỉ mang hình thức vô trong chùa, vừa là để mình lợi dụng, hoặc mình kiếm cái miếng cơm manh áo, hoặc mình tạo dựng cho mình một cái tài sản riêng tư, chùa chiền rồi bổn đạo rồi lợi dụng trong đó, thì gần như là cái này là hình thức xuất gia mà tạo nghiệp rất là sâu dày, đời sau phải mang lông đội sừng để làm loài súc sanh để mà trả, rất là khổ. Vì vậy hôm nay muốn đem cái tịnh nghiệp tam phước Lục Hòa Kính và tam học giới định tuệ, cũng như là thập thiện nghiệp đạo, cũng như là đem cái thập đại nguyện vương vân vân để mà giới thiệu cho đại chúng về cái ngũ khoa tịnh độ, để cho đại chúng có một cái hướng đi. Và trong cái ngũ khoa tịnh độ đó thì cái tịnh nghiệp tam phước này rất là quan trọng. Nếu mà cái phước báu của nhân thiên mình không làm được á, thì không thể nào mình làm cái phước báu của hàng nhị thừa thanh văn duyên giác được, và cũng không thể nào làm cái phước báu của đại thừa là hàng Bồ Tát được. Như vậy chúng ta thấy cái phước báu nhân thiên này, từ khi mình làm loài người cho đến khi làm Phật vẫn phải áp dụng cái phước báu của tịnh nghiệp tam phước, đó là hiếu dưỡng cha mẹ. Bằng chứng hồi nãy giờ Giác Nhàn có nói sơ về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi thành Phật. Và Ngài thành Phật rồi, Ngài lên cung trời Đao Lợi để độ cho mẹ mình là Hoàng hậu Ma Gia, và về độ cho vua Tịnh Phạn. Mà hôm trước Giác Nhàn có nói về cái chữ hiếu trong kinh Tạng Nam Truyền và Bắc Truyền đó. Hôm nay đã có cái đĩa ở tại Vu Lan, ở tại Hoa Kỳ mà tổ chức tại San Jose đó, đã đưa lên trang web vôlượngthọ.vn, có dẫn chứng một cái đoạn kinh Đại Bưu Tích mà Đức Phật khi
mà vua Tịnh Phạn gần Băng Hà là gần Thị Tịch đó, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi về để ngài thuyết pháp mà ngài giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và ngài giới thiệu về danh hiệu bất khả tư nghị công đức của Đức Phật A Di Đà để cho vua Tịnh Phạn thâm nhập vào cái cảnh giới và thâm nhập vào câu Phật hiệu để vua Tịnh Phạn vãng sanh. Thì như vậy chúng ta thấy hình thức nhìn trước mắt thì thấy Tất Đạt Đà bất hiếu, nhưng nếu mà hiểu sâu xa ra đó thì thấy Tất Đạt Đà là một người đại có hiếu. Vì sao? Vì đi trên một cái con đường đó là tìm ra một cái ánh đạo vàng, không những cho dòng tộc của vua Tịnh Phạn mà cho cả nhân loại. Đó là một cái việc làm có cái nghĩa cử mà vì tất cả chúng sanh chứ không phải vì một gia đình riêng tư. Như vậy hôm nay tất cả quý thầy quý chú đi xuất gia như vậy có phải bất hiếu không? Không phải bất hiếu đâu, vì mình đang đi tìm một cái con đường và một cái phương pháp môn tu và mình hành trì để mình tích lũy công đức. Có nhiều người đó nói rằng nếu mà mình đi tu á mà cha mẹ mình ở nhà bệnh hoạn không có ai lo lắng mà mình đi tu như vậy là bất hiếu. Nếu thực sự cái phước báo nhân duyên mình đi tu mà mình đủ rồi đó thì cha mẹ mình không có người này lo thì có người khác lo. Và nếu mà không có ai lo hết mà thực sự mà mình về để mình lo cho cha mẹ mình đó thì mình phải tìm cái cách gì đó cho nó phù hợp. Cái hoàn cảnh của Giác Nhàn, cái lúc mà thấy ông bà cụ khổ và chưa phải là bệnh hoạn mà trước sau gì cũng sẽ là bệnh hoạn, rồi anh em chắc là ít có ai sẽ đối hoài đến vì họ có gia đình của họ, nhưng Giác Nhàn tính trước là hai ông bà sẽ vô chùa ở, và cuối cùng cái tâm nguyện mình cũng đã thành. Muốn được cái tâm nguyện đó thì mình phải tích lũy công đức, dấn thân hy sinh phụng hiến và làm nhiều cái công đức tu tập cho tốt lắm, thì nhờ cái công đức đó mình hồi hướng thì mình mới thành tựu được cái tâm nguyện mình. Thì hiện tại bây giờ một số các thầy các chú gia đình còn rắc rối, anh chị em của mình còn nhiều cái việc không ổn, và chính cha mẹ của mình cũng bệnh hoạn. Vừa rồi cũng có một chú hình như Nhuận Thi ha, ai đó đi về để thăm mẹ mình, mẹ mình đang bị bệnh tai biến không có ai lo, thì bây giờ mình về để mà mình kiếm tiền bạc của cải vật chất để mình lo đó, thì cái chả hiếu này nó chưa phải là chả hiếu rốt ráo, vì trong thọ mạng của mẹ mình hết phước, thọ mạng cũng hết mà tiền tài cũng không có, thì bây giờ mình làm sao để về mình tìm đây? Có thể mình dắt mấy huynh đệ mình về mình cứ niệm Phật. Cho nên Ấn Tổ nói dù là bệnh cảm mạo thương hàn là bệnh đơn giản nhất cũng như là bệnh sâu dày nhất, chỉ có lấy câu Phật hiệu niệm vào để cho chuyển hóa bệnh thân tâm và chuyển hóa cảnh giới là hay nhất. Còn nếu mình khởi niệm mình về để mà mình báo ơn cha mẹ mà báo ơn không thấy đâu thành báo đời. Báo đời nghĩa rằng là cái phước báu của mình trong mạng không có tài, mình về mình kiếm tài bằng kiểu nào cũng không ra, mà kiếm tài như cái kiểu của chú Châu thì chắc là nguy. Cái lúc mà trước khi chú Châu đi đó thì cái tâm chú tưởng chừng như là chả hiếu, rồi chú nói ở trong khu chuyên tu không có tương lai, thì nói có tương lai chứ, thầy đang đầu tư cho chú để chú đi phỏng vấn một lần rồi tiếp tục thầy gửi giấy mời về nữa, thầy có hứa trước khi thầy đi đó chú nuôi bà cụ lo lắng giặt quần giặt áo thế thầy đi, nghe lời thầy đi, lo cho bà cụ đi, bà cụ giảng sanh là thầy mời chú qua đây. Thì đúng bà cụ khi đi thầy cũng có gửi giấy mời về, nhưng mà chú chưa đủ cái phước báu nhân duyên chú qua đây, cho nên thành ra chú thấy chú không có tương lai. Và chú nói ba mẹ con bị bệnh, bây giờ con phải về lo cho ba mẹ, và trong này không có tương lai. Thầy kêu chắc tương lai về sau thầy cũng mời chú qua đây đi bên cạnh hộ pháp cho thầy. Không có một cái tương lai nào bằng để mà mình giúp đỡ chúng sanh tu hành, đó là một cái công đức tích lũy rất là thù thắng.
Chú vẫn không nghe lời và chú quyết định đi về nhà. Thầy kêu thôi, thầy cho chú về một tuần là chú lên, chú về nhà, chú ở nhà luôn. Và cái sự vụ vừa rồi đó là chúng ta nghe nó có một cái sự vụ mà tưởng chừng chú là đã bị người ta móc mắt môi tim lấy lục phủ ngũ tạng đi bán rồi. Thì khi chú gọi lên trên này, thầy nói thôi bây giờ cứ để cho chú niệm Phật đi. Thì toàn bộ đại chúng, nhất là thầy Nhuận Hy, một số các thầy và toàn bộ đại chúng lấy bao nhiêu cái công đức phóng sanh tu hành hàng ngày hồi hướng cho chú. Và may thay sao mình lấy cái công đức đó mình hồi hướng sao Phật cứu được. Là trước khi chú về đó là chú cũng biết một số Phật tử ở tại quê chú và chú hướng dẫn cho người ta tu. Mẹ chú là không thể đưa tiền, còn thầy không thể lấy tiền của Tam Bảo được. Và chú tưởng chừng về là báo hiếu mà cuối cùng báo đời, do cái nghiệp báo của chú nó nặng quá, tiếp tục trở lại con đường cũ, ăn chơi đánh bài đánh bạc. Thì cuối cùng lại là còn một cái người đó, người ta phát tâm 210 mấy triệu đó, gần như 220 triệu, là 10.000 đô. Thì cuối cùng chuộc chú ra được, mà chắc người ta cũng ra điều kiện là chú về được là chú phải lên chùa tu, chắc là chú có hứa hay sao đó. Thì lúc mà gọi qua cho chú Nhận Minh lần thứ hai, chú Nhận Minh cũng có nói thôi giờ chú niệm Phật đi, giống như đợt trước chú cũng niệm Phật cầm mạng 5.000 đô đó. Thì chú cũng hở, mà còn cái ông mà ông cầm tiền á, ông nói cái chú này nói lúc trước ông thầy trụ trì ông đi Mỹ, ông kêu lo cho mẹ ông thầy tu giờ mà ác ôn quá, ông chửi thề nữa, người ta chết đến nơi mà không chịu cứu, có 10.000 đô làm gì không có tiền, chùa nó giàu lắm. Coi như là lo cho mẹ thầy trụ trì mà ác ôn không cứu người ta, không chịu đưa 10.000 đô. Ông nói nặng nói nhẹ chú Nhận Minh, chú Nhận Minh ngồi niệm Phật cắn răng chịu đựng. Chú Nhận Minh mới sáng nay kể lại ông làm dữ dội lắm. Thì Văn Nhàn nghĩ rằng nếu thọ mạng chú còn thì chú sẽ sống. Thứ hai, không để cho chú ỷ lại vào Tam Bảo. Thứ ba là thầy nói như vậy thì cả đại chúng và nhất có những người trên mạng họ nghe đông lắm, kêu hồi hướng công đức cho chú. Và nhất là cái chú Uy mà ở bên Sacramento mà miền Bắc Cali, hầu như sáng nào chú cũng nghe thầy giảng. Chú có nhắn tin tội nghiệp chú Châu và mong cho chú thoát nạn và chú quay đầu trở lại tu. Thì nhiều cái tâm nguyện này khiến sao có một người phát tâm 200 mấy chục triệu đó giúp cho chú đã ra khỏi, cho nó không có môi lục phủ ngũ tạng đã đem đi bán. Cái thận không nó giết mình, nó mang đi bán chưa đủ mà nó môi hết lục phủ ngũ tạng mới đủ. Cái thọ mạng chú còn, cho nên thành ra có nhiều người, có một người đó phát tâm đã cứu chú, mà chắc cũng nhiều người sống với nhau mới cứu được. Chú về nhà lại mới hồi tối hôm nay là bên Việt Nam chú điện cho chú Thanh thì chú xin lên lại tu. Thì thầy nói đây là con đường cơ hội cuối cùng. Bước đầu thầy cũng không có chấp nhận, bởi vì những con người mà quên ơn bội nghĩa, một cái con người mà bất kính thầy tổ, nói không biết nghe, là con người này thầy không bao giờ có thể tiếp xúc, không đáng sách dép. Mà nhờ cái đức của đại chúng tha thiết quá ở khu chuyên tu họ năn nỉ, cho nên thầy đồng ý cho chú đi lên tỉnh Thất Quan Âm. Thầy Nhuận Từ, Nhuận Lạc là quản lý chặt chẽ cho một cái phòng nào đó chú ở chung với một phòng nào đó, không được điện thoại, để tóc lại 5 năm. Chú nói bây giờ bất cứ cái giá nào và bất cứ cái điều kiện gì chú cũng chấp nhận hết, miễn sao cho chú lên tỉnh thất hoặc khu chuyên tu. Thầy nói khu chuyên tu không được. Cái khu chuyên tu bữa nay không phải là muốn ra là ra, muốn vô vô một cách dễ dàng đâu. Khu chuyên tu bây giờ là phải chọn lọc cho ra chứ không cho vô nữa, càng ít càng tốt, 20 người thôi cũng được. Đó, các cụ ở khu chuyên tu nghe cho kỹ, các chú khu chuyên tu nghe cho kỹ đó nghe. Bữa nay có ra chứ không có vô nữa đâu nghe. Mà chú này phải cho lên tỉnh thất quản lý chặt chẽ, một ngày 3 thời công phu. Thầy chưa nói chuyện với chú nè, chú Châu đâu, để tự quý thầy nghe thầy giảng. Và chú bữa nay cũng ở nhà mở internet nghe đó. Chú nói chấp nhận hết, toàn thế giới biết, chú biết rồi đó. Chú đối diện với sự thật, chú lên đây chú tu. Thì bây giờ đại chúng tha thiết năn nỉ quá, thì thầy mới đồng ý, cho chú không có đủ cái uy tín để nói chuyện với thầy nữa đâu. Một người mà bất kính rồi không nghe lời thì người này là không thể nào dạy được hết. Thì bây giờ họ quay đầu trở lại thì đánh kẻ chạy đi cho anh đánh kẻ trở lại. Thì họ trở lại thì mình cũng mở một con đường sống cho họ. Ở nhà bây giờ nằm khổ không biết làm gì hết. Đâu có cái trong mạng đâu có tài, đâu có phước báu thôi, đâu có làm gì đâu.
Mà nếu mà đợt này mà chú tu được thì chú độ cả gia đình của chú. Thì giờ chú kêu bác chấp nhận mọi cái hình phạt gì đi nữa, và như thế nào cũng được, miễn sao cho chú lên lại tỉnh thất. Chú quá khổ rồi, chú muốn tu lại thôi. Và chú biết cái ơn của cái người mà giúp cho chú 200 mấy chục triệu, 10.000 đô đó, chú lên chú tu, chú hồi hướng cho họ. Bây giờ chấp nhận lên tỉnh thất Quan Âm, ở trên đó là một người cư sĩ trở lại bình thường. Tất cả đại chúng bây giờ là hồi hướng cho chú và thương kính chú, chứ không nhìn cặp mắt ghét. Lúc trước họ trở thành một người ác nhân, ăn phá tàn bạo, còn bây giờ họ trở thành một người hiền nhân là do họ biết quay đầu sám hối. Cuối cùng đi về nhà báo hiếu cho cha mẹ, đâu có báo hiếu đâu, đúng là báo đời. Bởi vì cái phước báo mình trong thọ mạng không có tài, mà đi tìm tiền, mà đi ăn cướp bằng cách đi quýnh bài, mà hỏi làm sao có tiền. Ngay cái nhân khởi lòng tham đi ăn của, đi lấy của người ta bằng một cái con đường không phải mồ hôi nước mắt, cái nhân như vậy thì hỏi làm sao mà có cái quả mà tài tiền đã tới với mình. Cho nên thành ra hôm trước đi qua Seattle thấy á, nó mở mấy chục cái sòng bài casino, biết bao nhiêu người nhà tan cửa nát. Thì cái người mà mở sòng bài casino đó, cái quả báo cũng không phải là ít. Họ làm cho người ta nhà tan cửa nát, họ có đồng tiền. Cái đồng tiền đó đâu phải là đồng tiền chân thật đâu. Có hai loại tiền chân thật. Một đồng tiền làm bằng mồ hôi nước mắt, bằng cái nghề lương thiện, làm đúng cái giờ đó mình ăn bao nhiêu giờ, quy định của cái người ta cho đồng ý, và xã hội đất nước đó họ đồng ý cho phép mình làm. Còn có những người họ làm đúng cái giờ đó mà họ lương lẹo, họ ăn quá nhiều tiền, thì đồng tiền này cũng không phải là trong sạch. Còn có một cái đồng tiền trong sạch nữa đó, mà cao thượng hơn nữa, đó là gì? Là một cái đồng tiền mà mình không làm gì hết, mình có công đức, người ta góp sức vào để mình tùy hỷ, để mình làm những cái công đức thù thắng hơn nữa, không làm gì hết. Như Hòa Thượng Tịnh Không, không có làm gì hết mà tự người ta tin tưởng cái đức của Hòa Thượng, đưa tiền cho Hòa Thượng để Hòa Thượng làm những việc khác. Cũng như tại tỉnh Thất Quan Âm, họ tin tưởng tỉnh Thất Quan Âm và tin tưởng Thầy Giác Nhàn. Và đến bây giờ Thầy qua bên Mỹ ở hơn cả năm, mà người ta vẫn gửi vào để nuôi được 500 người. Thì đây là một cái đức để nó sanh ra tài, chứ không phải cái chuyện mình lấy cái khả năng tài mòn sức mọn của mình và cái khả năng khôn ngoan của mình để kiếm ra tiền nữa. Mà cái kiếm ra tiền này bằng một cái công việc, đó là mình đã tích đức, mình nói chánh pháp cho họ nghe, họ tu, họ giác ngộ, họ biết đâu là bố thí cúng dường, họ biết đâu là đầu tư vào những cái việc thiện để cho người ta ở trong cái nơi tịnh thất yên vui. Một tháng chi phí không biết bao nhiêu tiền mà người ta vẫn phát tâm cúng dường như vậy. Đó là một cái việc làm mà gọi rằng là tích đức để sanh ra tài. Cái đây là một cái cách tích lũy tài nó còn hay hơn nữa. Mà cả đại chúng ở trong này không có ai để tích lũy tài, nhưng mà trong mạng mình có tài. Trong mạng mình có tài, cho nên bằng chứng mình mới ngồi tại đây, mình yên tu, có cơm ăn áo mặc nhà ở đầy đủ chứ. Có những người có tài nhưng mà đầy đủ của cả nhà lầu xe hơi mà tâm họ bất an, thì chưa phải là người hưởng thụ cái tài sản quý giá. Mình hiện tại tuy rằng hình thức không có, nhưng mình đang hưởng thụ một cách thanh bình nè, không suy nghĩ, không lo toan nè. Đó là một cái phước báu mình hưởng quá là thù thắng rồi. Chứ bây giờ mình đi tím tài bằng cái con đường mà đi, thực ra mình nói casino chứ đi ăn cướp người ta. Tuy rằng nó hình thức hợp pháp trên cái xã hội, nhưng mà làm cái gì mà kéo bài ra mà đưa tiền rọt lọt hàng loạt ra. Mà trên cái đồng tiền mà hàng loạt mình kéo ra là biết bao nhiêu người đau khổ người ta bỏ vô đó không? Bao nhiêu người thua người ta bỏ vô đó, người ta mới tồn tại được cái cơ sở chứ. Thì khi người ta tồn tại cái cơ sở là biết bao nhiêu người đau khổ trên cái đồng tiền đó không? Bây giờ mình vô mình lấy cái đồng tiền đó mình đem về sống, sống có yên không? Sống trên cái sự đau khổ người khác. Mà biết bao nhiêu con người người ta căm hận, tức tối, người ta nhà tan cửa nát, họ bỏ cái đồng tiền trong đó. Bây giờ mình lấy cái đồng tiền đó làm sao mà liền mà mình được thanh tịnh giải thoát được. Nó sai từng căn bản mà học Phật bao nhiêu lâu nay mà không biết. Cho nên đụng trận một cái rồi mới biết nó khổ đâu. Mà chú này còn cái căn lành tu. Và chú có hay một cái là chú không phải ở trong chùa chú lén lút chú xin đi về. Về ngoài đời chú làm gì đó chú làm.
Mà có một cái đó là không nghe lời thầy cho nên nó ra cái nông nổi như vậy. Chứ không phải ở trong chùa. Có những chú ở trong này bây giờ ra bên ngoài ở nhà trọ đó, ở trong chùa mà gọi là mưu mô tính toán, dối trá thầy và không có chân thật, cho nên thầy không chấp nhận. Cũng như chú Nhận Ngữ, chú về ngoài đời rồi chú làm gì đó chú làm, khi chú quay vô là mình phải có thể chấp nhận. Còn riêng ở chú Châu này, chú quay ra mà nó quá tàn, tàn khốc, quá tệ hại. Nhưng hôm nay dầu cho người ăn cướp vô não giết 100 người theo như cái đạo giáo đó, nói là mình sẽ thành chứng đắc một cái con người mà gọi rằng là trong một cái hướng mà người ta hướng dẫn như vậy, trong một cái đạo giáo nó như vậy, mà họ giết 99 người rồi, còn một người cuối cùng đó là cha mẹ, thì cuối cùng đi giết cha hoặc giết mẹ Đức Phật biết, hiện thân lên để Đức Phật cứu họ. Thì khi Đức Phật cứu ông vô não này đó, thì cứ thôi giờ tôi giết cái ông Sa môn này đi, đỡ phải giết cha mẹ mình cho đủ 100 người, lấy 100 ngón tay sâu vô cổ. Thì Đức Phật dùng thần thông đi rất chậm, mà ông chạy hoài, ông chạy theo không được, ông chạy hoài chạy không kịp. Thì ông kêu này ông cô, ông Sa môn, ông đứng lại đi, sao ông đi hoài vậy? Thì Đức Phật nói ta đã đứng từ lâu rồi mà. Ông nghe ông giật mình, cái ông đang đi sao ông nói ông đứng, ông đang đi mà sao ông nói ông đã dừng lại. Ông kêu trong tâm ta đã dừng cái ác rồi, cái ác đó ta đã dừng từ lâu rồi. Ông nghe ông sực tỉnh ra, ông kêu cái gì là ác? Thì ông mới nghe Đức Phật thuyết một thời thuyết pháp, rồi ông đi tu luôn. Một người vô não là giết 99 người rồi mà Đức Phật vẫn độ. Mà đó là những người mà người ta chưa biết tu gì hết. Còn cái này là biết tu rồi, 4-5 năm tu rồi mà không hiểu nhân quả. Đây là một cái điều mà thầy rất là thương đau. Thí dụ người ở ngoài đời người ta không biết cái gì, như lúc trú đầu tiên thì không nói đi, không ai chỉ dạy mình không nói đi. Cái này mình đã biết nhân quả rồi, mình đã tu rồi mà sao nó lại dính vô cái trường hợp này. Mà đâu phải là không dạy đâu. Như vậy hôm nay chúng ta hiểu ra được rằng là ông vô não cũng độ được. Nhưng mà ông vô não độ đó là ông chưa biết gì hết. Còn cái này chú này đã biết rồi. Biết mà cố phạm là cái tội nó lớn. Nhưng mà họ quay đầu thì mình vẫn cứu. Mà mình phải hết sức thận trọng con người này. Không phải mình nghi kỵ gì hết. Nhưng mà phải theo để mình giúp cho họ. Bởi vì họ đã một lần vô chùa mà họ tu không được rồi. Thì bây giờ mình tiếp tục cho họ vô thì mình phải... phải nghiêm khắc với họ, chứ không phải họ muốn vô làm gì làm. Của chùa rộng mở nhưng mà phải đón tiếp những con người nào chân thật tu hành. Đây là một cái gương, một cái cảnh để cho mấy chú ai mà có những cái gì đó mà nó không ổn thì mình phải điều chỉnh lại, thấy cái cảnh của chú. Mà chú cũng muốn chấp nhận sự thật và chú lên để chú tu hành. Thì thôi mình ra tay gọi như là mở tấm lòng để mình giúp. Chứ ở trên tỉnh thất không có thể nhận người được nữa đâu. Đó cũng là một cái phước duyên, chú cũng có những cái công quả, cái lúc làm khu chuyên tu, rồi đến cái lúc mà lo cho mẹ thầy qua đây. Mà cũng không thể ỷ như vậy mà muốn ra vô lúc nào ra vô. Cũng phải ỷ như vậy mà đi ra để mà quýnh bài, rồi bắt đầu nói cái ông mà chủ sòng bài đó là tôi có lo cho mẹ chủ trì, chẳng lẽ giờ 10.000 đô, ông có tiền thiếu gì mà ông không có lo cho tôi. Rồi cái ông đó ông chửi là ông sùm tu mà ác ôn, 10.000 đô không cứu người ta, không cứu. Thầy nói là thầy quyết định sáng suốt, nếu thọ mạng chú còn thì sẽ có người cứu, mình chỉ lấy công đức hồi hướng thôi. Tuy rằng bữa thầy giảng như vậy mà trong lòng thầy nó buồn ngậm ngùi cả ngày trời. Bây giờ đó là cái lý chân thật mình phải nói, nhưng mà cái tình trong cái tâm con người ở bao nhiêu năm với nhau nó cũng có cái tình. Thầy cứ ngậm ngùi hoài, ngậm ngùi nhiều lắm. Nhưng mà cái con đường phải nói như vậy, nhiếp chúng lục hòa cộng trụ và đúng cái nguyên tắc nó phải như vậy, mình hiểu đúng cái nguyên lý như vậy. Nếu mà mình bỏ tiền ra mình cứu chú thì thực sự mình đem cái phước báu đó nhỏ hẹp. Còn nếu thực sự mà cái thọ mạng chú còn là có người cứu, tin chắc là như vậy. Còn thọ mạng chú hết rồi mình bỏ 10.000 đô của chùa ra cứu cũng chết à. Không chết kiểu này nó cũng chết kiểu khác. Mình chắc cũng lo chở thầy đi phóng sanh cho nên thành ra cũng còn cái thọ mạng, người ta chưa có moi tim móc gan móc ruột ra. Cho mấy chú sắp xếp một cái phòng sẵn để cho chú lên. Tất cả những điều này thầy nói đều có một cái gì?
nó đi theo cái nguồn giáo lý của Đức Phật và có một cái lập trường nó như vậy. Muốn cứu người khác là mình phải có một cái trí huệ, chứ không phải là một cái từ bi mà bi lụy mình phải theo người khác được. Thôi hôm nay cái nhân duyên thầy có cái buổi nói chuyện bước vào trong cái tịnh nghiệp tam phước, và cái đề tài này còn nói dài lắm, nhiều giờ hơn lắm, cũng phải mất cái thời gian 30-40 tiếng đồng hồ, gấp đôi cái lục hòa cộng trụ, lục hòa kính. Và ngày mai ngày mốt, tối mai tối mốt thì quý thầy nghỉ ha, tối thứ hai bắt đầu mình trở lại ha. Dạ, A Di Đà Phật, giờ đây xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc mừng quý vị đã nghe xong buổi giảng này. Công đức người giảng pháp và người nghe pháp vô lượng vô biên. Kính mong quý vị kết chặt pháp duyên này và giới thiệu bạn đồng tu cùng xem, để bồ đề tâm được tăng trưởng, một đời vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nên giới thiệu cho bạn đồng tu của mình vào trang web vô lượng thọ usa.com để xem, để cùng cộng tu, nghe pháp và hộ niệm. Công đức của quý vị vô lượng vô biên. Mọi thông tin góp ý ở Việt Nam xin liên hệ số điện thoại 0121-714-9423, gặp chú Nhận Tướng. Địa chỉ email nhantuong@gmail.com. Ở Mỹ xin liên hệ số điện thoại 001-408-590-5889, gặp chú Nhận Minh. Địa chỉ email vô lượng thọ usa@gmail.com hoặc email nhận minh 2015@yahoo.com.